Xong chưa? Đã Xong xong chưa? rồi. Bây giờ em cầm cái đồng hồ lên. Trên cái đồng hồ anh sẽ hướng dẫn đến đâu thì em sẽ nhìn vào đồng hồ nó. Xong tí đã, anh hướng dẫn đo. Một, trên cái đồng hồ thì em sẽ nhìn, nó sẽ phân biệt 2 giây, kim đỏ, kim đen. Đỏ là dương, đen là âm nhé. Còn mình cắm ở bên này. Bên tay trái Chết, là bên đấy nó có chân com ấy. chân con. Com tức là chung, đúng không? Đấy, còn một chân còn lại cắm chân, chân đỏ. Còn thực chất ra nếu hai đồng hồ, cái dây đồng hồ có thể em cắm 2 giây đảo chiều hai bên được, nhưng cái dây này nó quy định là dây âm ở dương, âm ở dương chỉ có khi em đo điện DC. DC là gì biết chưa? Điện đảo chiều với xoay chiều đấy. DC chính là điện bình ắc quy đấy. Cái bình ắc quy em xe máy nó đi là điện DC, em đo DC là điện một chiều đó. đúng rồi, điện DC điện một chiều, tức là AC là hai AC là xoay chiều, mới gọi là xoay chiều chứ không gọi là hai chiều. Xoay chiều DC là một chiều. Thế cái chuyện cái điện DC này là gì? Khi mà em muốn đo trên cái mạch mà nó có cho bạn ra 3V hay 5V hay là 12V, giống như bình ắc quy mà người ta đi được, người ta dùng đồng hồ người ta đo. Ví dụ có chỉ khoảng 9V thì nó không thể đè được rồi, khi đè nó sẽ sụt điện, đúng không? Thì người ta phải đủ 12V thì nó mới đè được. Thì người ta sẽ đo ở thang DC. Đấy, hoặc thang 600V đấy, trước bạn em nhìn thang 600V chưa? mình để lên Xoay đồng hồ lên thang 600V. sáu Đấy, 600V nó có dấu trừ, đúng không? vâng Nó có một cái dấu trừ đấy, đo điện một chiều DC. Tức là nếu như, nhưng nếu như em hai cái que đo, tại sao trên bình quy nó ký hiệu là bên đỏ và bên đen, hoặc dấu cộng dấu trừ, cộng là dương, trừ là âm, thì nếu như em đo cái đồng bằng dùng cái đồng hồ này mà em đo vào đấy, em đặt ví dụ em được que đỏ đặt ở bên dấu trừ thì nó không lên, thì em đặt đúng về dấu cộng đảo chiều que đo, tức là cái đấy mắt của em phải đảo chiều que đo thì em mới đo được, nó mới xác định được chuẩn được là âm hay dương, em hiểu không? Đây là khi em dùng mà em đo điện DC là đo cái thang thang 600 600. Còn tiếp theo nó có thang 450V. 450V là gì? Nó có dấu cộng. Đấy, thì là tức là cái đấy nó có dấu cộng và dấu xấp xỉ, hoặc cái dưới là nó có dấu trừ, có nghĩa là dùng cái dấu xấp xỉ, đúng không? Đấy, dấu cộng ở trên đấy là 450V là đo điện xoay chiều AC, hoặc là có thang nó ký hiệu là AC và DC. Đấy, DC là một chiều và AC là xoay chiều. Thì cái điện như điện mình đang dùng là điện xoay chiều, là điện 4 điện 220V là điện AC. Hoặc là những cái thiết bị như nước ngoài như Nhật nó dùng là điện mùa điện 110, 110V hoặc máy giặt 110V hoặc tủ lạnh 110V, đó vẫn là điện AC. Nhá, không không là nhiều người lầm tưởng là điện 110 là điện DC đấy. Rất nhiều người đến hỏi, thế anh cho em hỏi hay là cái điện 110 có phải điện DC không? 110 không phải điện DC, 110 điện AC, nó vẫn là điện xoay chiều, đúng không? Điều hòa 110, tủ lạnh 110, máy giặt 110 nó vẫn là dùng cái điện AC xoay chiều nhé. Đấy là về cái thang 450V. Thế là mình đo là một bên âm một bên dương đúng không? Không, đã là xoay chiều thì nó không ký hiệu bên là âm ở dương. Tức là nếu mà mình muốn đo cái điện này, ví dụ mình muốn đo xem cái điện dòng điện này nó bao nhiêu vôn thì mình phải đặt cái mũi kim này ở đâu ạ? Đây, nếu con đo thì đây, đo luôn. Đây là một cái, đúng không? Bây giờ em muốn xác định được cái điện của em đo là điện AC này, đây là AC. Thì em đo, em cầm cái đo trên như này, cầm lên trên nhé. Đo thì đo cái dương điện AC thì nó không khung chế là đâu là một chiều đâu, đây là 216V này. Em đảo chiều đo cũng có thế này. Đó. Tức là chỉ điện DC thì em mới xác định được, hoặc phải xác định âm dương, tức là đo điện từ 1V đến 1000V trên mạch điện tử này trên bình ắc quy, thì em mới phải là xác định đây chuyển vào đây thì em mới phải xác định chiều âm và chiều dương. Còn nếu như AC thì em cắm que đo sẽ đạt được, không cần xác định thì em sẽ được đo. Là cái đấy là cái em đo, khi em đo em sẽ dùng trong cái thang đo đó. Tức là cái thang đo 450V đấy thì là em đo điện 110 thì em cứ đo thang đấy là cho anh là ok, đúng không? Đấy, nhớ cái thang hai thang đó. Và khi muốn làm được hay không thì phải đo lại cái đồng hồ, thuộc đồng hồ lại, đúng không? Bây giờ đồng hồ không thuộc mở đây là ví dụ anh muốn hướng dẫn từ xa rồi em đo con đấy xong có điện hay không,
thì hỏi anh ấy thì lại hỏi đo thế nào nữa, thế thì chết rồi, cho nếu có đi ra nói như thế thì chịu không dẫn được đúng không? Nên bảo đo xem có điện không thì nó gửi anh ấy nó ra 50V, 50V phải chi chưa đủ, vì trong người nó ít nhất nó phải đạt 100V thì nó mới hoạt động, hoặc là 105V hoạt động, chứ còn nếu 80V nó không thể chạy được đúng không? Nó chỉ riêng về tổng 110 thì nó chỉ cho sốc sảy ít thôi, tỷ lệ sảy số ít thôi, hoặc là kể cả những máy thiết bị của mình 220V, nhưng bây giờ nếu như vào chiều tối em đo thì có được khoảng 180V thôi. Đấy, nên là những cái đấy là cái mà em phải để ý nhé. Tiếp theo, cái thang 400A, nhìn thang 400A chưa? Cái thang 400A đấy, 400A này, 200A này và 20A, đó là thang kẹp dòng. Kẹp dòng là gì? Đấy, cái thang 400A và 400A này, 200A và 20A, tức là cái tại sao người ta quy định áp 20A và áp 50A, đúng không? Em nhìn cái automat nhà mình thì thường thường người ta sẽ ghi là 20A 50A. Đấy, những cái này là cái đồng hồ này, khi mà mình muốn để kiểm tra một cái thiết bị phụ tải thông thụ, chẳng hạn một cái bình chống lạnh nó ghi là 2500W 10A, thì khi em xoay về thang 20A, xoay lên thang 20A đi, nhìn thang xoay bây giờ bấm cái kia ra, mở cái này ra, mở ra và kẹp qua một dây. Đây nó ví dụ như đây là cái dây điện, bình thường dây điện nó sẽ đi tín này đúng không? Dây điện nó sẽ có hai dây này, thì em kẹp, em chỉ kẹp một dây này thôi, em không thể kẹp như này. Tức là dòng điện cảm ứng, dòng điện cảm ứng là gì? Nó tức là nó sẽ cảm ứng, nếu như mà cái bình nóng lạnh em hoạt động được thì cái đồng hồ nó sẽ thể hiện trên đấy, nó sẽ có 30A, ví dụ là 10A 20A thì tí nữa nó lo học về trên thực tế, và máy em sẽ chỉ cho các anh nhìn, em sẽ hiểu được à cái này đọc như này biết bao nhiêu A, kiểu bao nhiêu A, đúng không? Chứ còn đừng có nhiều người hướng dẫn xong vẫn cứ kẹp thế này nhé, là không được đâu nhé. Bảo anh ấy sẽ làm kẹp không như dây dòng định mức. Tức là cái dòng định mức đó chỉ được phép kẹp cả những chỉ kẹp được một dây, chứ không được kẹp hai dây như này. Thì muốn kẹp được thế thì phải bóc tách nó ra thì mình mới kẹp vào, đúng không? Đấy là cái đây là thang. Còn cái thang ví dụ như em kẹp máy lớn điều hòa 100.000 BTU thì em phải dùng cái thang, hoặc 200.000 BTU phải dùng cái thang 400A 20A. Còn thiết bị gia đình người ta dùng chỉ dùng 20A được vậy thôi. Tức là điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bếp từ, thật cái chỉ dùng dưới 20A được vậy, không dùng quá thiết bị phụ tải 20A. Còn nếu tầng của một tổng cả gia đình người ta thì khác nhé. Ví dụ người ta bật khoảng 6 cái điều hòa thì vẫn chỉ là phải lên 340A thì phải dùng cái thang 200A mới kẹp được. Cái kẹp là cái A này là gì? Cái A này chính là cái để đo dòng điện tiêu thụ phụ tải, đo phụ tải nhé. Tức em muốn nhiều khi em muốn kiểm tra tất cả hệ thống điều hòa thì còn kiểm tra từng con một thì cứ kiểm tra cái thang 20A. Còn công suất thì mình sẽ học sâu hơn về điều hòa thì mình sẽ học công suất bao nhiêu A bao nhiêu thì mình lúc đấy mình sẽ học thì mình sẽ biết được, đúng không? Đấy, còn cái nút bên cạnh, nút bên cạnh nhìn sờ tay nút bên cạnh nhá, bên ngón tay cái em ấy. Đấy, cái nút này nút tạm dừng. Nếu như khi em kẹp dòng, em muốn trở một cái thiết bị nó cao hơn thì bấm em kẹp dòng như này, em đưa lên kẹp dòng, em kẹp một dây một tấn nó tạm dừng lại thì em nhìn xuống em sẽ đưa nhìn vào đồng hồ nó sẽ dừng lại 30A. Đấy gọi nút tạm dừng. Đấy, hoặc là nếu như lên màn hình nó lỗi chữ DH thì em không đo được nhá. Nhìn màn hình chưa bấm nó sẽ lên chữ DH rồi. Nó phải không nhỉ? Không phải không, em xoay cái thang khi em đo em bấm H là nó sẽ lấy tí hướng cho các cách đo. Đấy là cái khi cái thang DH này nút tạm dừng, cứ hiểu nó nút là power tạm dừng này như thế. Để mình sau này mình dùng mình còn biết. Đấy. Còn là cái mà cái thang cái hình cái thang 200 cao nhìn nhá. Dưới cùng. Đấy, cái thang đấy là dùng vừa để đo thang mạch vừa để đo điện trở nhá. Cái thang vừa để đo thang mạch và đo điện trở nhá. Còn cái thang mà có hình có cái còi không, đây để đo thang mạch. Em xoay và đo thang mạch, em chạm hai kim đo vào sau nhau xem có kêu không. Xoay và thang có hình cái còi. Đấy, nếu em xách em đo thử một đoạn dây đi. Em lấy một đoạn dây bất kỳ, em đo hai đầu. Cái này giống nhau phải không ạ? Đúng rồi, em đo hai đầu. Nếu cái đồng hồ lên thì là cái sợi dây đấy tốt, còn nếu đồng hồ không lên thì tức là mình kết luận là đoạn dây bị đứt. Đấy, đây là đo thang mạch, hoặc em có thể đo ở thang 200 ohm cũng vẫn được. Đấy. Cái này nó lên số bao nhiêu là không cứ ở đây. Không, nó chỉ cần thông mạch là được. Nó cứ có hiển thị là bình thường nó ở 1 phải không ạ? Bình thường nó sẽ không, nó sẽ không hiển thị cái gì cả. Em đo đi. Chạm đi, vì bản thân cái đấy nó chưa có điểm tiếp xúc. Tức là nếu mà thông mạch là nó về không hay là... Đúng rồi, thông mạch nó sẽ về không. Còn nếu không thông mạch thì nó sẽ đồng hồ nó không lên gì cả. Đúng không? Nên đồng hồ có về không không?
Nếu đồ không thì không, bây giờ hiện tại là cái điểm tiếp xúc của em chưa tốt. Đấy, hoặc em đo thử cái 200 được, cái 200 ôm nó cũng sẽ về không. Thì đây là hai thang đấy mình có để dùng để nó thông mạch cũng được. Đấy, hoặc đo những cái con điện trở nhỏ thì mình sẽ dùng ở hai thang đó nhé.